Không rồi em chơi. Giờ mẹ đóng rồi. Mấy cậu học hành đéo chịu học, nhưng mà cứ thấy người ta xăm xong đi, mẹ mày toàn inbox cho mình: anh Long ơi, xăm ở đâu đấy? Như tôi đây, xăm thì đéo rồi, tôi hối hận rồi. Nhưng mà nhiều người chẳng may, ví dụ những người này nhá, gia đình có cơ chẳng hạn này, bố mẹ làm quan chức này, hoặc là bố mẹ kiểu có tiền chẳng hạn ấy, bố mẹ có tiền mai sau bố mẹ chạy cho vào làm nhà nước các thứ hay ấy, tự dưng các con vợ lại đi xăm hình chân hình tay đú đú theo, xong mai sau chẳng may lúc đến lúc mà bố mẹ xin việc cho lại có hình xăm, mẹ đéo vào là nhà nước làm được, như ngân hàng này, tiếp viên hàng không này, công an chẳng hạn, thì lúc đấy lại hình vướng hình xăm rồi, vướng hình xăm rồi lại đéo đéo đi xin việc được. Có phải là mình ngu không, vừa ngu lại còn vừa vừa thành dở hơi không? Cứ thể hiện mình là có hình xăm để làm cái gì, nó không hay. Không xăm xăm xăm, nếu mà thích xăm xăm mẹ kín người đi, xăm cứ lởm chởm một hai hình xong cứ đi đâu, phải nhiều ông mình gặp mặc cái sơ mi xăm một tí ở ngực cứ phải khoe khoe ra vèn vèn ra nhảy, à, bố mẹ thể hiện là bố mẹ xăm, hiện đéo ấy. Chú Long ơi, giải thích quả réo là gì đi ạ? Quả réo thì ví dụ mà mấy chị em mà đi luyện 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 ấy, luyện skin ấy, ông mấy mấy chị em mà lên nhảy ấy, thì ở dưới anh em mình hét là quả réo quả réo quả réo, thì nó lại ngược lại, hiểu không? Mình nói là quả réo quả réo quả réo, nó ngược lại là réo quá réo quá réo quá. Uyên Chi Vũ nhá, mai ra ngân hàng làm loạn đây bây giờ đấy. Đi mẹ mày, toàn công chưa gì đã thích xăm trổ rồi, anh ơi anh xăm này anh thể hiện này các lọ để làm cái gì? Toàn bộ đội trả góp cho tương lai, bộ đội trả góp hết này. Đừng nhăn nhăn xấu lắm em chị ơi, em lúc nào em chả cười thì không cười, không nhăn thì cười làm gì? Cứ đi lên Hawaii, các con vợ lên Hawaii Ấn Độ, mẹ mày lên Hawaii. Bây giờ ơi, em tuổi là em xăm mình gì? Xong đến lúc mai sau lúc đấy ân hận ấy, thì lúc đấy lại bảo đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn.